Sau đây là một số cái nhận xét của thầy về đề đánh giá tư duy ở Đại học Bách Khoa. Đây là đề đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa thi thử lần 2 và thầy là người chữa. Đầu tiên thì thầy nhìn lướt qua thì ngay lập tức thì thầy sẽ thấy rằng là cái đề này định hướng khá là cao. Cái đề này nó định hướng khá là cao và nó có khả năng phân lọc học sinh rất là tốt. Ví dụ như những cái phần khó lâu nay không thi như phần nhiệt nhôm, đây là phần lâu nay không thi thì nó được rơi vào một phần vận dụng cao. Phần lý thuyết cũng rất là hay bởi vì nó động đến những cái phần lý thuyết về chuỗi. Tí nữa thì chúng ta sẽ biết. Nhưng cái này nó chưa đủ làm nên cái độ hay của đề đánh giá tư duy Bách Khoa. Mà thầy thích nhất ở cái đề đánh giá tư duy Bách Khoa là yêu cầu học sinh phải có khả năng tư duy về chất, về môn hóa học. Đây các em nhìn, điển hình như câu 18 nhá. Điển hình như câu 18 thì nếu mà các bạn không phải là một người mà học khóa từ lớp 11 thì gần như các bạn sẽ không thể nào làm được câu 18 này. Thế nên là nếu mà những cái bạn nào mà đang theo dõi cái buổi học ngày hôm nay mà mới chỉ học lớp 11 thôi thì hãy cố gắng học hóa ngay từ lớp 10 và lớp 11 đi. Bởi vì kể cả đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia cũng như đề đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa thì nó đều đả động đến phần kiến thức của lớp 10 và lớp 11. Nên các em cần phải chú ý hết sức. Nhớ chưa? Thì đây là một vài cái nhận định sơ bộ của thầy về đề đánh giá tư duy của trường Đại học Bách Khoa, một cái đề rất là hay nhá, một cái đề rất rất hay. Được chưa? Và bây giờ thầy sẽ xin phép là thầy sẽ chữa luôn cái đề này cho chúng ta. Cũng chia sẻ cho các em một chút là thầy vừa mới đi dạy off về thì cũng khá là căng. Những cái giây phút này là những cái giây phút mà lần đầu tiên thầy nhìn vào đề ạ. Thầy chưa từng giải cái đề này một lần nào trước đây hết. Thế nên là nếu mà thầy có bấm máy tính nhầm, các bạn cùng bấm máy tính cùng thầy nhá. Nếu mà thầy có bấm máy tính nhầm thì các bạn đừng có mắng thầy là thầy tính là thầy giáo mà lại tính sai nhá. Bởi vì hiện tại là thầy chưa ăn gì hết. Chưa ăn gì. Vừa mới kiếm được cốc nước. Và nhảy vào đây để chữa cùng các em luôn. Rồi, rất là cảm ơn cái sự ủng hộ cũng như là cổ vũ của tất cả các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay thì thầy sẽ chữa full 15 câu này để cho các em có một cái nhìn khái quát nhất về cái việc mà định hướng của trường Đại học Bách Khoa cho cái đề thi đánh giá năng đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa. Đấy chưa? Và nhân đây thì thầy cũng giới thiệu luôn là trong cái cuốn sách 20 đề của thầy thì có bộ 5 đề thi thử, có bộ 3 đề thi thử của Đại học Bách Khoa và 5 đề thi thử của Đại học Quốc gia do chính bản thân thầy soạn, và nó có cả giải chi tiết thì các bạn có thể tham khảo ở cái link đề ở phía dưới nhé. Nhưng mà bây giờ thầy không có thời gian để gắn vào đâu. Bây giờ thời gian của thầy là thầy dành chữa. Các em nhìn thấy là đề này nhìn phát là đã sợ rồi đúng không ạ? Cũng 16 sợ. Thế thì trong quá trình chúng ta làm ấy thì chúng ta phải biết chọn những câu dễ và lách ra khỏi những câu khó nhá. Mình sẽ phải biết chọn những câu dễ và mình lách ra khỏi những câu khó. Vậy thì bây giờ ví dụ như câu 16 này chúng ta sẽ để lại. Đúng không ạ? Câu 17 mình cũng để lại. Câu 18 trông khó cũng để lại luôn cho thầy. Mình giải câu dễ, mình giải trước câu khó, mình giải sau nhá các em nhá. Mình cứ đánh dấu lại. Chứ không việc gì mình phải đâm đầu vào những câu khó cả. 17 để lại, 18 giải lại. Mình cứ đi giải những câu dễ đã. Tí nữa mình vòng lại mình giải các câu khó sau nhá. Được không nhỉ? Thực ra thì gọi là khó thôi chứ nó cũng không có khó quá. Đây, chúng ta sẽ vào ngay câu đầu tiên là câu số 19 ạ. Ngay câu đầu tiên là câu số 19. Khi đun nóng tinh thể NH4 trong ống nghiệm để nghiêng thì ở khoảng phân nửa ống nghiệm bên trên thì thấy một đoạn khói trắng. Thì đám khói trắng đó là, thì mình có này, NH4Cl nhá, khi mình đun nóng này thì mình sẽ thu được là NH3 và HCl. Được chưa ạ? Thế thì này, cái NH3 và HCl này này sinh ra dạng hơi, thì khi nó bốc hơi lên ấy thì nó lại gặp nhau. Các phân tử đấy nó lại gặp nhau. Nó kết hợp với nhau để tạo thành anh NH4Cl. Đây là một phần kiến thức đặc biệt ở trong chương trình hóa học vô cơ lớp 11. Đây là thăng hoa và giả thăng hoa. Được chưa? Vậy đám khói trắng đó không phải là hỗn hợp khí NH3 và HCl. Không phải là hơi nước ngưng tụ. Được chưa? Mà đám khói trắng đó nó chính là tinh thể NH4Cl với kích thước nhỏ hơn. Được chưa? Nó phản chiếu và lọc lựa ánh sáng để tạo thành tinh thể, để tạo thành màu trắng. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Câu 19 đáp án C. Ok chưa ạ?
sẽ có rất nhiều bạn sẽ nhìn thấy sự trùng hợp của trong cái đề của mình ở bên trong cái đề này, và thầy muốn chữa cái đề này thật full để cho các bạn có được nhìn được cái kỹ năng giải đề và có một cái nhìn khái quát và tổng quát nhất trong cái đề thi thử đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa của năm nay. Đây là đề thi lần 2 nhá, vừa mới thi buổi chiều nay xong, vừa thi chiều nay xong là thầy chữa luôn. Câu 20 khó quá để lại, tí mình giải sau. Nó thực ra nó cũng không khó đâu. 21 cũng thuộc dạng khó rồi, để lại. 6 câu đầu tiên là sấp mặt luôn rồi. Đúng không? Mới làm được câu 19 nha. Câu 22 này thực ra nếu bạn nào mà học thầy từ hồi lớp 10 ấy nhá. Nếu bạn nào mà học thầy từ hồi lớp 10 thì sẽ biết là câu 2 này thầy đã từng chữa rồi, nhưng câu 22 này cũng để lại thôi bởi vì nó cũng là một câu khó. Câu 23 mình đang chọn những câu dễ mình làm trước nhá, những câu dễ là những cái câu mình đọc phát mình làm được luôn ạ. Câu 23. Cho một lá nhôm vào ống nghiệm chứa H2S4, sau đó thêm vài dung dịch H2S4. Lá nhôm H2S4 này. Được chưa? Sau đó nhỏ thêm vài dung dịch H2S4 này. Ừ, đây là nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4, đây là gõ sai ạ. Các em thông cảm chút bởi vì là vừa mới thi xong và thầy phải lấy đề xong rồi thầy gửi cho bên gõ. Ở đây là bên gõ bị gõ sai, gõ nhầm thì các em thông cảm một chút. Thầy có thể đoán được là sau đó nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4 thì xuất hiện đồng bám trên bề mặt nhôm. Các hiện tượng tiếp theo quan sát được là vậy, đây là hiện tượng ăn mòn điện hóa đúng không ạ? Đầu tiên là nhôm tác dụng với H2S4 thì nó sinh ra khí hydro. Nhưng khí hydro sẽ thoát ra rất là chậm và dần dần dừng lại khi nhỏ thêm đồng vào, đúng không ạ? Thì khí hydro thì lúc này đồng bám vào bề mặt nhôm thì nó tạo thành pin điện hóa, đúng không? Đấy, hai cặp điện cực đồng nhôm khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly là H2S4. Được chưa? Thì mình sẽ thấy rằng là khí hydro sẽ phải thoát ra mạnh hơn. Được chưa? Được chưa? Và chủ yếu trên bề mặt lớp đồng, hay là khí hydro thoát ra mạnh hơn và chủ yếu trên bề mặt lớp nhôm. Thế còn là lá nhôm không tan nữa và không có khí thoát ra là sai. Lớp vải đồng tan dần và khí thoát ra yếu hơn là sai. Vậy bây giờ mình còn A và D ạ. Vậy bây giờ mình còn A và D, chúng ta chọn đáp án nào ạ? Nào, mình còn A và D ạ. Chúng ta chọn đáp án nào? Khá là hay ạ. Khá là hay ạ. Bây giờ chúng ta chọn đáp án nào? Ở đây mình sẽ có lúc này nhôm của chúng ta là cực âm, còn đồng là cực dương. Được chưa? Đúng không? Bởi vì nhôm thì tính khử nó mạnh hơn đồng nên nhôm sẽ là cực âm, còn đồng là cực dương. Chính vì vậy nên nên là khí hydro nó sẽ thoát ra mạnh hơn và chủ yếu ở trên bề mặt đồng nhá. Các em lưu ý nhá. Khí hydro nó sẽ thoát ra mạnh hơn và chủ yếu ở trên bề mặt đồng. Đấy, các bạn lưu ý. Câu 24 ạ. Câu 24 cũng là một câu dễ và cái câu này ở phần kiến thức lớp 10. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ để thu gom tối đa lượng thủy ngân lỏng bị rơi vãi ra sàn thì người ta dùng một loại chất bột rắc lên mặt thủy ngân rơi vãi. Chất bột đó là gì? Thì thủy ngân là HG đúng không? Với chất bột đó là lưu huỳnh, với HG cộng lưu huỳnh thì tạo thành HGS. Người ta lợi dụng cái này, lợi dụng lưu huỳnh là bởi vì là thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh ở ngay điều kiện thường để tạo thành HGS nhá. Vì vậy nên các em chú ý cho thầy rằng là vậy chất bột đó nó phải là lưu huỳnh. Đáp án đúng là đáp án D. Thế thì số sẽ rất là đen cho bạn nào gặp phải cái đề này. Bởi vì là khi bạn gặp phải cái đề này ấy, thì các bạn sẽ thế nào nhỉ? Các bạn sẽ bị là đánh tâm lý rất là kinh bởi vì 5 câu đầu nó khá là khó. Đúng không? Đấy, thế thì các bạn biết là địch ấy, thì mình phải chọn cái chỗ nào mà nó dễ để mình đánh, còn chỗ khó thì mình để sau nhỉ. Câu 25 ạ. Hydrocarbon X có các tính chất như sau. X tác dụng với brom khan, xúc tác bột sắt. Lưu ý cho thầy đây là phần kiến thức lớp 11 này. Tác dụng với brom khan mà xúc tác bột sắt, vậy đây là thế vào vòng thơm. Được chưa? Thế vào vòng thơm. Thầy đang thắc mắc sao hôm nay mặt của thầy hơi tối tối, hơi xấu xấu. Rồi. Thế vào vòng thơm ạ. Vậy chứng tỏ rằng thằng X của chúng ta phải vòng thơm mà thu được một dẫn suất monobrom, chỉ ra một dẫn suất thôi. X tác dụng với brom chiếu sáng cũng chỉ tạo ra một dẫn suất monobrom. Vậy là thế vào vòng hay thế vào carbon no? Cái này là thế vào carbon no này. Thì cũng chỉ tạo ra một dẫn suất. Được chưa? Mình thử nhá. Có vòng thì nó không thể là neopentan được. Neopentan làm gì có vòng. Nên là không có tác dụng với brom xúc tác bột sắt đâu. Benzen này. Benzen này thì nó chỉ thực hiện thế gì ạ?
thế vòng thơm chứ không có thế carbon no, nên cũng loại nốt benzen. Paraxylen này mình có thuộc không? Đấy, nhiều bạn không thuộc paraxylen là toang. Paraxylen đấy ạ. Xylen CH3 CH3 trục đối xứng. Trục đối xứng. Vậy CH3 này khi tác dụng với brom khan xúc tác bột sắt nhiệt độ thì brom sẽ thế vào một trong bốn vị trí này. Và một trong bốn vị trí này giống nhau nên nó chỉ tạo thành một sản phẩm duy nhất. Là đây anh này. Cái này mấy bạn học chắc lớp 11 là làm được. Cộng HBr. Được không ạ? Monobrom. Còn anh này khi tác dụng với brom mà chiếu sáng. Được chưa? Tỷ lệ 1:1 thì cũng chỉ tạo thành một dẫn xuất monobrom duy nhất CH2Cl, bởi vì nó thế vào anh dưới hay anh trên như nhau vì nó trục đối xứng. Vậy đáp án đúng của chúng ta câu 25 này nó là đáp án B, bỏ paraxylen nhá. B, bỏ paraxylen. Đấy, mình sang phần này là mình làm được ngon lành, mình để lại câu 22 thôi. Các em nhỉ? Câu 26 là một câu thí nghiệm. Câu 26 là một câu thí nghiệm rất rất hay. Các bạn cùng chú ý ạ. Câu 26 là một câu thí nghiệm rất rất hay ạ. Câu 26 ạ, tiến hành thí nghiệm như hình vẽ. Hiện tượng quan sát được ở cốc đựng dung dịch AlCl3. Hiện tượng quan sát được ở cốc đựng dung dịch AlCl3. Thế chúng ta nhìn nhá, dung dịch NaOH nhỏ vào NH4 2 lần SO4. Thì có phải ở đây mình sẽ xảy ra phản ứng là NaOH cộng với lại NH4 2 lần SO4 thì nó sẽ tạo thành NH3 bay lên và Na2 SO4 không? Thực ra cái này là đơn giản nhé. Còn bạn nào mà nhìn theo ion thì còn nhanh hơn. OH trừ cộng NH4 cộng thì tạo thành NH3. Được chưa? Vậy cái luồng này là luồng khí NH3 này sục vào dung dịch AlCl3. Thế thì NH3 mà sục vào dung dịch AlCl3 ấy, thì trong AlCl3 này có nước thì nó sẽ tạo thành kết tủa ALOH 3 lần kết tủa dạng huyền phù màu trắng. Được chưa? Kết tủa keo trắng xuất hiện bởi vì NH3 có tan lên thì cái kết tủa ALOH 3 lần này không tan trong NH3 dư. Vì vậy nên là kết tủa keo trắng xuất hiện và không tan. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đấy là với câu 26 nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Rất rất dễ nhá. Rất rất dễ, thế nhưng mà sẽ có rất rất nhiều bạn bị sai lầm ở đây. Câu 27. Câu 27 cũng rất dễ ạ. Câu 27 này là cái truyền thuyết của câu 27 này là ngày xưa thi rồi. Ngày xưa câu 27 này là thi ở bên trong những cái đề thi đại học. Nhưng mà mấy năm nay thì toàn là thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, đề dễ hơn nhiều. Nên nó không xuất hiện những câu dạng câu 27 này nữa. Dẫn đến là nhiều bạn sẽ không làm được câu 27 này. Thì các bạn cùng quan sát non thấy chữa câu 27 nhá. Dung dịch chứa các ion canxi 2 cộng 0,1, magie 2 cộng 0,3, Na cộng 0,1, Cl trừ 0,4 và HCO3 trừ là imon. Được chưa? Thế thì ngay lập tức ở đây ấy, thì chúng ta đi bảo toàn điện tích. Thì mình sẽ có là tổng số mol điện tích dương thì luôn luôn bằng tổng số mol điện tích âm. 2 nhân 0,1 cộng với 2 nhân 0,3 cộng với 1 nhân 0,1 thì bằng 1 nhân 0,4 cộng với 1 nhân y. Và tới đây các bạn bấm máy tính giúp thầy xem y bằng bao nhiêu. À, các bạn bấm máy tính giúp thầy xem y bằng bao nhiêu. À, xin phép các bạn chút, thầy chia sẻ lên nick cá nhân. Ok. Y bằng bao nhiêu ạ? Ôi, chẳng bạn nào bấm hộ thầy ạ. Thầy là phải tự bấm à? 2 nhân 0,1 cộng 2 nhân 0,3 cộng 1 nhân 0,1 bằng trừ 0,4 bằng y bằng 0,5 ạ. Các bạn có bấm ra được y bằng 0,5 không ạ? Thầy sợ là thầy hơi bị lag bởi vì đói nên thầy sẽ bị lag. Thầy hay bị lag khi bị đói lắm. 0,5. Và ở đây đề bài là nung y đến khối lượng không đổi.
nung y đến khối lượng không đổi để nguội thu được âm chắc chắn có khối lượng. Cái chỗ này nhiều bạn bị lừa. Thực sự mà nói nha, những cái con người bị lừa đầu tiên ấy là sẽ đi tìm là nung đến khối lượng không đổi thu được âm chắc chắn là sẽ là tổng khối lượng bọn này là bị lừa đầu tiên này. 0,1 nhân 40 này, cộng 0,3 nhân 24 này, cộng 0,1 nhân 23 này, cộng 0,4 nhân 35,5 này, cộng 0,5 nhân 61 là những bạn bị lừa đầu tiên, tô 58,2. May quá không có đáp án 58,2. Những cái con là bị lừa thứ hai nhá, những cái con này thông minh hơn nhưng mà bị lừa lần thứ hai thì những cái đứa này là biết là canxi 2 cộng này, magie 2 cộng này vẫn giữ nguyên này, Na cộng vẫn giữ nguyên này, Cl trừ vẫn như HCO3 trừ biến thành CO32 trừ. Đấy chưa? Đây 0,1, đây 0,3, đây 0,1, đây 0,4 và đây 0,25. Những cái bạn nào làm ra như này là sẽ bị lừa thứ hai. Xem có bị bấm phải lừa không nha, 0,1 nhân 40 đứa nào bị lừa thì bảo vào đây nhá. Cộng với lại 0,3 nhân 24 cộng 0,1 nhân 23 cộng 0,4 nhân 35,5 cộng 0,25 nhân 60. Đây là những bạn bị lừa tiếp theo này, 42,7 có đáp án này. Vậy là những bạn nào tô A là đã bị ăn quả lừa. Tại sao ạ? Tại vì ở đây nếu mà đun nóng nhẹ nhá thì là cái thằng này thì đúng. Bởi vì nó khi đun nóng nhẹ thì muối HCO3 trừ nó chuyển thành muối CO32 trừ. Các bạn nhớ cái bản chất đấy. Thế nhưng ở đây là nung đun nóng hỗn hợp thu được muối khan y. Thì đây có thể y này. Nhưng mà nung y đến khối lượng không đổi các em ạ. À. Thì khi nung đến khối lượng không đổi, canxi giữ nguyên, magie giữ nguyên bởi vì kim loại nó sẽ được giữ nguyên, Cl trừ giữ nguyên bởi vì muối clo nó không bị phân hủy, nhưng CO32 trừ muối carbonat thì nó sẽ bị phân hủy để tạo thành gì? Để tạo thành CO2 bay lên và oxy. Vậy ở đây chỉ còn oxy thôi. Oxy oxy. Thế lấy ví dụ CaCO3 bị nhiệt phân tạo thành CO, đúng không? Cộng CO2. Đấy chưa? Vậy canxi đây 0,1 này, magie đây 0,3 này, natri đây 0,1 này, Cl trừ đây 0,4 này, và anh này là 0,25. Tại sao thì biết được 0,25? Bởi vì anh này 2 trừ 2 trừ giống nhau. Và đây mới chính là khối lượng của chất rắn nhá. Nào các bạn bấm xem bằng bao nhiêu. Các bạn cũng bấm đi ạ, xem bằng bao nhiêu. 40 cộng với 0,3 nhân 24 cộng 0,1 nhân 23 cộng 0,4 nhân 35,5 cộng 0,25 nhân 16 bằng 31,7 gam các em ạ. Và ở đây đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D. Đấy chưa? Thế là có nhiều bạn là làm xong thì không biết mình sai ở đâu. Thì bây giờ thì có thể chữa thì các bạn sẽ biết được là mình sai ở đâu nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, 31,7 gam. Đấy, phải lưu ý. Và cái việc mà lừa như thế này ấy, nó có bên trong đề để đánh giá tư duy của trường đại học Bách Khoa rồi. Thì nó hoàn toàn xuất hiện, có thể xuất hiện ở trong đề đánh giá năng lực. Và nó hoàn toàn có thể xuất hiện ở kể cả trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Vì vậy nên các bạn cần phải chú ý, hết sức chú ý những câu như này. Câu 28 là một câu về thực tế. 28 là một câu về thực tế, các bạn xem nhá. Khi sản xuất rượu etylic bằng phương pháp lên men tinh bột, phần còn lại sau chưng cất thì được gọi là bỗng rượu. Bỗng rượu để trong không khí lâu ngày thường có vị chua. Khi dùng bỗng nấu canh thì thường có mùi thơm. Đầu tiên mình nghĩ đến việc là bỗng rượu có vị chua đã. Vị chua, cái từ này từ chốt. Chua là gì? Acid rồi. Được chưa? Mùi thơm. Vậy chất nào tạo nên mùi thơm của bỗng rượu? À, cái câu hỏi này rất là xoáy nhé. Câu hỏi này rất là xoáy nhé. Tại sao ạ? Tại vì câu hỏi này nó hỏi là chất nào tạo nên mùi thơm của bỗng rượu. Được chưa? Đây, bỗng rượu để lâu ngày trong thì bị chua thì nó là do cái phản ứng mà C2H5OH tác dụng với lại oxy thì tạo thành CH3COOH và cộng với H2O. Được không ạ? Thế nhưng mà C3COOH thì nó có mùi chua, có vị chua giống kiểu giấm ăn ý, thì làm sao nó có mùi thơm được? Mà ở đây nó bảo là mùi thơm cơ. Mùi thơm làm ta liên tưởng đến este các em. Khi nấu thì dưới tác dụng của nhiệt nhá, thì anh CH3COOH này nó tác dụng với C2H5OH, nó tạo thành một lượng nhỏ. Được chưa? CH3COOC2H5 cộng H2O.
Thì cái mà tạo nên mùi thơm của bỗng rượu đấy là anh este etin acetat. Este mới có mùi thơm. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta không phải là A, cũng chẳng phải là B, mà đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C các em ạ. Nhá. Nó phải là đáp án C. Ok chưa? Thì nghĩ là trong lúc mà làm đề thi thử này thì nghĩ rằng là sẽ có khá khá nhiều bạn bị làm sai nhá. Rất tiếc nhá, rất tiếc cho các bạn. Rồi. Câu 29 này thì nó sẽ gần tương đương level của câu 29 này nhá, nó sẽ gần tương đương với cái level của phần trong đề thi đi trung học phổ thông quốc gia nên thầy để lại câu này. Và bây giờ mình giải câu 30, mình cứ dễ làm trước khó làm sau. Axit glutamic là một hỗn hợp phổ biến trong, không phải là một hỗn hợp đâu. Cái chỗ này chắc là sai. Chắc là có sai. Trong protein với các loại hạt ngũ cốc, axit glutamic tham gia phản ứng thải loại ammoniac, một chất độc với hệ thần kinh. Trong y học, axit glutamic được dùng như thuốc chữa bệnh cơ và choáng. Phát biểu là sau đây là đúng. Bột ngọt mì chính là muối dinatri. Sai. Mononatri nhá. Dipeptide gluala không làm quỳ tím đổi màu. Gluala NHCO đây rồi, nhưng glu có hai nhóm COH thì một nhóm COH ở đây nó vẫn còn dư một nhóm COH ở đây nữa. Đầu này có những đầu này là đầu NH2. Ala thì vẫn còn một nhóm COH ở đây nữa, vì vậy nên ở đây nó có hai nhóm COH thì hai nhóm COH thì nó sẽ làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Sai tiếp. Axit glutamic không phản ứng với dung dịch NaHCO3. Axit glutamic nó có đầu COH và nó có tính axit nên chắc chắn nó tạm phản ứng với NaHCO3, bởi vì NaHCO3 ở đây mình có ion HCO3 trừ, nó có tính lưỡng tính. Được chưa? Vì vậy nên cái này vẫn sai. Nó phải có phản ứng cơ. Axit glutamic có khả năng phản ứng với HCl, đúng rồi, axit glutamic có nhóm NH2, nhóm NH2 thì chắc chắn ăn HCl, vì vậy nên D đúng. Được chưa? Thế là trên đây thầy vừa mới hướng dẫn chúng ta ăn được bao nhiêu câu này. Xem nào, mình ăn được bao nhiêu câu. Câu 30 là 1. 26 này là 2. 27 là 3, 28 là 4. 23 là 5. 24 là 6. 25 là 7. 19 là 8. 8 trên 15 câu. 8 trên 15 câu các em ạ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu quay lại giải những câu khó hơn. Và những cái câu này khó nó level ngang nhau đấy ạ. Nhá, những câu khó hơn này level nó ngang nhau. Bây giờ thấy bây giờ là chỗ để dành cho những bạn thi vào các khoa điểm cao hơn. Vừa nãy mình làm những câu dễ mình làm được 8 trên 15 rồi là cũng được trên 5 điểm rồi. Và mình đã có khả năng đỗ được những cái khoa mà thấp thấp điểm rồi. Còn bây giờ cái khu vực này là khu vực để dành cho những bạn mà mục tiêu cao hơn, muốn đỗ vào những cái điểm cao hơn. Và bây giờ là mình chữa đến câu số 9. À, nếu mà cho thầy chữa đến câu số 9 thì thầy sẽ không lựa chọn giải câu 29 đâu. Bởi vì câu 29 là một trong số những câu khó nhất. Thầy sẽ lựa chọn chữa câu 22 này. Hoặc là thầy sẽ lựa chọn làm câu 18. Dù sao đi chăng nữa thì câu 18 này, câu 18, câu 17 và câu 20 cũng là một trong số những câu mình có thể làm được. Và ở đây thầy xin phép thầy sẽ chọn thầy chữa cho chúng ta câu 18 trước. Câu 18 này nó chỉ hơi lạ thôi chứ thực ra thì sức của các em thì đều có thể làm được. Các bạn cùng chú ý nhá. Thầy chữa câu 18. Và cái tên này thì chưa bao giờ nghe thấy. Thế nên thầy mới bảo là cái đề này nó hay. Đọc là gì? Eugenol là thành phần chính của tinh dầu hương nhu có công thức phân tử là C10H12O2. Những cái bạn nào mà học cái khóa về khóa nền tảng của thầy thì sẽ có một cái skill là skill đi xác định số liên kết pi trong phân tử hay là số K trong phân tử. Thì ở đây thầy sẽ đi xác định K luôn. Ở đây mình nhìn là công thức là C10H12O2 nhá. Đúng chưa? Thực ra thôi cũng không cần nữa. Mình cứ làm bình thường đi. Mình đi xác định K luôn. Thì có phải là K này. K này thì những bạn nào chưa học thầy thì thầy hướng dẫn cách làm đơn giản nhá. Mình cứ treo oxy đi này. Thì mình giả sử anh này là ancan đi. Được chưa? Nếu là ancan thì nó phải là C10H22 đúng không? CnH2n cộng 2 mà. C10H22. Đúng rồi, không để yên oxy. Vậy thì ở đây K thì chính bằng số pi cộng số vòng. Thì chính bằng là đây này, 22 trừ 12 chia 2. 22 trừ 12 chia 2. Vậy là nó sẽ có 5, K bằng 5. Là số liên kết pi cộng vòng.
Eugenol tác dụng được với natri và NaOH và chắc chứng tỏ lại có Na có phải nhóm OH rồi. Được chưa? Eugenol không có đồng phân hình học. Để đây đã. Hydro hóa hoàn toàn eugenol thu được sản phẩm là 2-metoxin. Cái metoxin này nghe sợ này, nhưng ở đây dưới này người ta cho rồi, metoxin là CH3O. 4-propin cyclohexanone. Vậy bây giờ mình vẽ cyclohexanone đã. Cyclohexanone là anh này. OH. Đây là cyclohexan vòng 6 cạnh nhá. Có nhóm OH. Được chưa? 2-metoxin thì ở đây là vị trí số 1, vậy ở đây sẽ là vị trí số 2, vậy 2-metoxin này là OCH3 này. Được chưa? Đây vị trí số 4, đây vị trí số đây vị trí số 3, đây vị trí số 4, vậy đây là 4 này. 4 propin, propin là có 3 carbon. Đây. Vậy đây là sản phẩm P. Đây là sản phẩm P và sản phẩm P này có một vòng. Do sản phẩm P có một vòng nên anh eugenol chắc chắn có một vòng. Suy ra E cũng có một vòng. Được chưa? Do E của chúng ta có một vòng nên suy ra mình sẽ có là K sẽ bằng là Pi cộng 1. Suy ra số liên kết Pi của nó sẽ bằng là 5 trừ 1 bằng 4. Số Pi bằng 4. Được không ạ? Với số Pi bằng 4, vậy là liên kết Pi nó bằng 4 nhá. Được chưa? Liên kết Pi bằng 4 thì khiến cho chúng ta tư duy đến ngay một vấn đề rằng là ở trong này không còn chỗ nào điền, chỗ này không điền Pi được, chỗ này không điền, chỗ này điền nối đôi, chỗ này điền nối đôi thì mới chỉ có 2 điền 2 nối đôi đây thôi, mà vậy vẫn còn thiếu, vẫn thiếu 2 Pi. Vậy thì nghĩ ngay từ cái này thì nghĩ ngay đến vòng benzen. Tại sao thầy lại nghĩ ngay đến vòng benzen? Tại vì nhá, cái nhóm OH đính vào vòng này này thì nó có tính axit, và nhờ cái tính axit này thì nó mới tác dụng với NaOH. Được không ạ? Thì cái này nó ở phần phenol và đồng đẳng phenol phần chương trình lớp 11. Thế nên thầy bảo rất là hay. Ở đây là bách khoa yêu cầu chúng ta phải học đầy đủ hóa 10-11 nhá. Ô CH3 và thêm đây. Vẽ này thì các bạn sẽ không nhìn ra được. Cái vòng này này thì nó tương đương với, cái vòng này thì nó tương đương, các bạn cùng nhìn nhá. Cái vòng này nó tương đương với đây. OH OCH3. Và ở đây pi mình xác định là bằng 4, nhưng đây mình có 1, 2, 3 pi thôi. Vậy còn thiếu 1 pi. 1 pi có thể điền vào đây hoặc điền vào đây. Đấy chưa? Vậy giờ mình sẽ lợi dụng nốt này là eugenol không có đồng phân hình học. Vậy này, nếu điền pi vào đây, nếu điền pi ở vị trí này là nó có đồng phân hình học, nên chỉ có thể điền vào đây thôi là không có đồng phân hình học. Vậy đây là chất eugenol, hay được gọi tắt nó là chất E. Đây là chất P. Đấy chưa? Bây giờ mình so đây nhá. Eugenol làm nhạt màu nước brom, có nối đôi CC nên chắc chắn làm nhạt màu nước brom, đúng. Eugenol thuộc loại hợp chất thơm, đúng rồi, cứ có vòng benzen thì nó thuộc loại họ nhà thơm, chính xác. Phân tử eugenol có hai nhóm CH2 thì điền H hydro đây nhá, CH2 này, chỗ này là H này. Chỗ này là CH2, đúng là có hai nhóm CH2 luôn. Chính xác chưa ạ? Đúng. Chất P không tác dụng đối với NaOH. Đây, đây là chất P. OH này đính vào vòng nhưng không phải là vòng thơm. Không phải vòng thơm nhá. Cái vòng này không có nhân. Được chưa? Nên không được tính là vòng thơm. Nên là không tác dụng với NaOH là đúng. Vậy ở đây mình có tổng cộng số phát biểu đúng nhá. Ở đây mình có tổng cộng số phát biểu đúng của mình là mình có tổng cộng là 4 phát biểu đều đúng hết. Được chưa? A, B, C, D đều đúng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Được chưa? Thế mình làm được xong câu số 9 nhá. D nha các em nhá. Ok nhá. Khó không? Thực ra không khó đâu, các bạn mà học từ hồi lớp 11 với thầy thì nó ngon lành cành đào hết à. Mình sang câu 17. Câu 17 là một câu sơ đồ. Câu sơ đồ này thì các bạn hay sợ, nhưng mà thực ra thì câu sơ đồ này là một câu cho điểm. Thầy nói thật luôn, câu sơ đồ này là một câu cho điểm. Nhưng mà các bạn cứ sợ thì đấy là việc các bạn sợ thôi. Bạn nào mà học thầy thì bạn ấy sẽ biết rằng là cái việc mà cái tỷ lệ phản ứng này này thì NaOH cộng Na2CO3 là không xảy ra, đúng không ạ? Phản ứng giữa NaOH và Na2CO3 là không bao giờ xảy ra, nên không có chọn thằng này. Được chưa? Na2CO3 và CaCO3 hai lần thì cộng với nhau không theo tỷ lệ. Đúng chưa? Vậy cộng với nhau CaCO3 và NaOH cũng không phản ứng với nhau. Nên đúng chưa? À đâu, sorry, đây là chất T, chất Q, toàn. Sorry ạ. Thầy cứ nhìn tưởng đề bài hỏi XY. Hỏi TQ ạ. Thì thầy bảo này, X cộng Y và 2X cộng Y đây cộng với nhau theo tỷ lệ. Nhá. Thế mà ra là T và Q đều có natri này, đều có canxi này. Đúng chưa? Vậy suy ra X và Y đều có natri và có canxi. Đúng không?
Vậy mình chọn là một cái chất Y tác dụng với chất X làm sao theo đúng tỷ lệ, thì mình nghĩ ngay đến việc là Na HCO3 cộng với CaOH 2 lần thì tạo thành này. Nếu tỷ lệ 1:1 nhá. Phương trình này thầy dạy nhiều lắm, bạn nào học thầy lớp 12 hay là học khóa luyện đề thì thầy đều biết hết. Thì bản chất là 1HCO3 trừ ăn 1OH trừ để tạo thành 1CO32 trừ, và anh CO32 trừ để tác dụng với canxi 2 cộng để tạo thành kết tủa CaCO3. Được chưa? Vậy là nó còn một anh OH trừ bơ vơ sẽ tác dụng với một anh Na bơ vơ để tạo thành NaOH cộng H2O. Đây là anh X. Đây anh Y. Hai anh NaHCO3 là hai anh X. Như đề bà bảo tác dụng với anh Y là CaOH 2 lần. Thì tạo thành ở đây là hai anh HCO3 trừ tác dụng với hai anh OH trừ thì tạo thành anh hai anh CO32 trừ, vậy mình sẽ có là CaCO3 cộng với lại hai anh CO32 trừ thì tác thì nó sẽ kết hợp với natri tạo thành Na2CO3 nữa. Cộng với hai nước. Được chưa? Vậy đây là anh Z này. Vậy đây là anh T này, vậy đây là anh Q này. Được chưa? Vậy anh T của chúng ta là NaOH. Anh Q của chúng ta là Na2CO3, đáp án đúng đáp án A. Khổ thế nó hỏi TQ cơ. Tí tơ vàng thì cứ tưởng nó đi hỏi XY. Nhá. Làm xong 10 câu rồi đấy ạ. Làm xong 10 câu là mình làm được 10 trên 15 câu rồi, như thế là cũng thành công rồi các em. Đúng không? Bây giờ mình lại chọn chọn một cái câu dễ dễ nữa mình làm nhá. Vậy là mình đang để lại 5 câu. Mình còn 5 câu nữa. Mình còn 5 câu nữa. 5 câu nữa của chúng ta là còn câu 20 này, còn câu 21 này, còn câu 16 này. Và câu 22. Đúng chưa? Vậy bây giờ mình cứ chọn cái dễ mà làm. Bây giờ mình sẽ làm câu 21 trước để mình lên được số câu là câu số 11. Lên được câu số 11 là cũng hơi bị thành công rồi đấy các em ạ. Nhờ. Lên câu số 11 là cũng hơi bị thành công rồi đấy. Câu số 20 nhá. Là cho cái sơ đồ sau. Lại là một cái bài về sơ đồ. Nhờ. Đề nó rất thích cho sơ đồ. Thực ra hóa là phải làm về sơ đồ các em ạ. Các em nhìn nhá. Các em nhìn vào đây để thầy logic cho các em nhìn này. Câu 20 này. Ở đây X tác dụng với HCl tạo thành khí. Các em nhìn thấy không? Được chưa? Mặt khác X lại tác dụng với BaOH 2 lần tạo kết tủa. Được chưa? Thế nên là mình nghĩ ngay đến việc là X của chúng ta mà tác dụng với BaOH 2 lần tạo kết tủa này, tác dụng HCl tạo khí. Đúng không? Tác dụng với 2SO4 thì vừa tạo cả kết tủa vừa tạo khí. Thì khí của tác dụng HCl và khí tác dụng H2O4 thì là như nhau. Được chưa? Vậy này, mình nghĩ đến thằng X của mình nó có khả năng nó chứa một trong hai ion là CO32 trừ hoặc là HCO3 trừ. Còn nó tạo kết tủa với lại H2O4 thì mình nghĩ ngay đến là cái thằng ở bên trong thằng X đấy nó có thể là ion canxi 2 cộng hoặc Ba2 cộng. Được không ạ? Một trong hai ion đấy. Chứ Mg2 cộng không được, tại vì là Mg2 cộng không tạo kết tủa với S42 trừ. Mình lập luận tiếp là tác dụng với BaOH 2 lần tạo thành kết tủa X4 và X2 bay lên. Thì nếu mà như vậy thì là kết tủa BaCO3 được rồi. Thế thì nếu nó là gốc CO32 trừ thì ở đây nó là kết tủa rồi. CaCO3, BaCO3 rồi. Thì nó không tác dụng với BaOH 2 lần nữa. Nên loại gốc CO32 trừ. Vậy mình chỉ còn Ca2 cộng hoặc Ba2 cộng. Được không ạ? Nó chỉ còn trường hợp là Ba2 cộng hoặc Ca2 cộng thôi. Thế thì bây giờ mình cứ giả sử nó là Ba2 cộng đi, thì nó là BaHCO3 2 lần. X là BaHCO3 2 lần. Thì tác dụng HCl thì khí chúng ta bay lên là khí CO2. Đúng chưa? Thì mình sẽ tạo ra được là X1 của chúng ta là BaCl2. Và X2 chúng ta là H2O. Tiếp tục BaHCO3 2 lần mà tác dụng với BaOH 2 lần thì tạo thành X4 là kết tủa BaCO3. Và X2 là nước. Đúng chưa? Tiếp tục BaHCO3 2 lần cộng H2S4 thì mình tạo thành kết tủa là BaS4. Vẫn có X2 chúng ta là H2O. CO2 X3 bay lên là CO2. Ơ thì ngon rồi.
Dung dịch chứa chất tan X được gọi là nước cứng tạm thời. Dung dịch sai ạ, bởi vì nước cứng tạm thời phải chứa ion là canxi 2 cộng hoặc magie 2 cộng, ở đây chỉ có Ba 2 cộng thôi nên sai. Chất X là thành phần chính của muối ăn, X1. X1 BaCl2 không phải thành phần chính của muối ăn, thành phần chính muối ăn là NaCl. Chất X4 tan được trong dung dịch HCl loãng, X4 đây ạ, BaCO3, BaCO3 tác dụng được với HCl loãng. Đúng. Nước chứa bão hòa X3, X3 là CO2 thì hòa tan được X4, có nghĩa là CO2 bị hòa tan trong nước đấy ạ. Thì hòa tan được BaCO3, đúng rồi, CO2 cộng nước cộng BaCO3 để tạo thành BaHCO3 hai lần. Chính xác. Chất X5 tan được trong axit HCl loãng, X5 tan được trong axit HCl loãng, BaSO4 không tan trong HCl, đúng chưa? Loại nốt. Vậy số phát biểu đúng của mình là có 3 và 4 nhá. 3 và 4 và mình có 2 phát biểu đúng. Vậy là mình làm đúng được 11 trên 15 câu. Các em chú ý rằng là với số lượng các câu hóa nó nhỏ thì chúng ta phải chắt chiu từng câu một nhá. Mình đừng phung phí bất kỳ một câu nào. Nếu như các em nhìn thấy thì hiện tại bây giờ thầy đang làm đúng được 11 trên 15 câu và đây là lần đầu tiên thầy làm cái đề này. Đấy, thầy biết chọn cái chỗ dễ thầy giải và lách ra khỏi cái chỗ khó. Đúng không? Mình phải có chiến thuật đúng đắn thì mình mới chiến thắng được. Và hiện tại bây giờ mình còn 4 câu rất là khó là câu 21, câu 16, 21, 16, 22. Đúng không? Và câu 29. Vậy ở đây bây giờ thầy sẽ chọn những câu ngắn ngắn một tí để thầy giải. Ví dụ như bây giờ thầy sẽ chọn câu 22 thầy giải trước. Giải xong câu 22 thầy sẽ giải sang câu 29. Được không ạ? Mình có chiến thuật. Câu 22, câu 22 nhìn vậy cho thì nó dễ lắm các em ạ. Thật mà, các bạn nghe thầy. Nung hỗn hợp chất rắn amon FeCO3. Amon FeCO3. Amon. Bmon FeS2. Trong bình kín chứa không khí dư. Không khí gồm oxy và nitơ. Chú ý để bài cho dư. Ở điều kiện thường sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì đưa bình về nhiệt độ ban đầu T bằng hằng số. Được chưa? Thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết P trước bằng P sau. Có nghĩa là áp suất cũng là một hằng số. Được chưa? Coi thể tích chất rắn là không đáng kể. Thế thì từ này T bằng hằng số này, P trước bằng P sau này, thì mình áp dụng định luật trạng thái khí lý tưởng PV bằng N RT. Được chưa? Vậy suy ra mình sẽ có là N bằng PV chia RT, được không ạ? Thế mà P trước bằng P sau nhá. Thì đây là N trước thì bằng vậy. N sau cũng bằng là PV chia RT. Đây là P trước, đây P sau. V giữ nguyên, thể tích trong bình giữ nguyên. Nhiệt độ là hằng số, R là hằng số rồi. R bằng 2,4 chia 273. Vậy tất cả bọn này là một hằng số nên mình suy ra N trước bằng N sau. Chú ý cái này đúng với chất khí. Bởi vì đang tính với V là khí. Có nghĩa là số mol của hỗn hợp khí trước phản ứng thì luôn luôn bằng số mol của hỗn hợp khí sau phản ứng. Được chưa? Thế giờ mình mới vào mình giải. Vậy hỗn hợp khí sinh ra là gì? FeCO3 nung nóng thì mình sẽ thu được Fe2O3 cộng với là khí CO2 bay lên. Mấy đứa học lớp 10 thầy giải được câu này. FeS2 nung nóng thì tạo thành Fe2O3 cộng với SO2 bay lên. Đây phản ứng hoàn toàn nên mình bảo toàn, mình sẽ có này cặp bảo toàn carbon này. Đây là amon thì đây là amon. Bảo toàn lưu huỳnh đây là 2B thì đây là 2B. Được chưa? Đến đây thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt. Sắt ở đây là A cộng với B chia cho 2. Vậy là A cộng B phần 2 chia 2. Được không ạ? Dễ mà đúng không? Vậy bây giờ thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bởi vì nitơ thì không ảnh hưởng đúng không? Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy các bạn cùng nhìn nhá. Bảo toàn nguyên tố oxy mình sẽ có này, oxy trước phản ứng này 3 cộng với 2 lần số mol O2 bằng oxy sau phản ứng này 3 lần nhân với A cộng B chia 2
cộng với 2a cộng với 2b nhân 2 là 4b. Vậy đến đây thầy tìm được số mol oxy, hai lần số mol oxy sẽ bằng 1,5 a cộng 1,5b cộng 2a cộng 4b trừ 3a. Và đây bằng 1,5a cộng 2a là bằng 3,5, 3,5 trừ 3 bằng 0,5a. 1,5b cộng 4b thì bằng là 1 cộng 4 bằng 5 cộng với 5,5b. Các bạn tính của thầy nhé, không thể tính nhầm đấy, thầy hay bị lác lắm. Nên thầy tìm được số mol của oxy sẽ bằng cái này chia 2 là bằng 0,25a cộng với 5,5 chia 2. 2,75. 2,75b. Đấy, số mol oxy bằng 0,25a cộng với 2,75b. Đây là số mol oxy phản ứng nhá, bởi vì đây là dư mà. Thì đây thì tìm được số mol này là số mol oxy phản ứng. Phản ứng. Đấy chưa? Số mol oxy phản ứng là số mol oxy mất đi. Đúng không? Thì nó phải được bù lại bởi CO2 và SO2 sinh ra. Bởi vì N trước bằng N sau. Đúng chưa? Nên mình sẽ có là số mol oxy phản ứng phải bằng số mol khí sinh ra là CO2 cộng SO2. Và từ đây mình suy ra 0,25A cộng với 2,75B bằng A cộng 2B. Được không ạ? Vậy suy ra mình có này. Chuyển anh này sang bên này là 0,75A. Chuyển này sang bên này là 0,75B. Suy ra A bằng B. Thực ra câu này rất là quen, câu này trong đề thi đại học. Thầy nhớ không nhầm là đề thi đại học năm 2009. Khối A. A bằng B ạ. Đáp án đúng là đáp án A. Xong 12 câu. 12 hay 13 nhỉ? 12 câu em nhỉ? Mình còn 3 câu nữa mà. Đấy các bạn nhìn kỹ nhá. Các bạn có thể lưu lại video này để coi lại sau nhá. Một câu rất là hay. Thế là mình xong. Mình xong nhỉ? Phê không? Quá phê còn gì nữa. Làm bài này hay lắm. Nói chung là chinh phục bọn này mình cảm giác rất là thích. Ví dụ như các bạn nam ấy, chinh phục những câu này giống kiểu là chinh phục một bạn nữ mà hot girl ấy. Thế còn với những bạn nữ thì chinh phục những cái câu này giống kiểu chinh phục một bạn nam hot boy ấy. Cảm giác phê lắm. Phê tít luôn. Tiếp ạ. Thầy vừa bảo là chúng ta làm một cái câu. Đây ạ, câu 29 nhỉ. Thầy mới bảo mà. Là mình sẽ làm cái câu 29. Câu 29 thì nhìn nó ngắn. Nhìn ngắn thì dù sao trông nó vẫn an toàn hơn. 29 các em nhá. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol. Những cái dạng như câu xin phép thầy uống nước. Những cái dạng những câu mà như câu 29 này rất là hay nhá. Những cái dạng những cái câu câu như câu 29 này rất là hay và đa số các bạn thì cảm giác thấy rất là sợ những câu như câu 29 này. Cá nhân thầy thì thầy không có sợ. Nhưng mà bởi vì các em sợ nên thầy phải chữa. Đây ạ. Các bạn quan sát đây nhá, câu 29. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol đơn chức X. Ancol đơn chức X, vậy thì ký hiệu nó là CX. HIO. 0,2 mol. Trong bình kín chứa oxy. 0,1 mol, đề bài cho dư. Đề bài cho dư nhá, các em lưu ý đề bài cho dư. Sau phản ứng thu được 1,5 mol khí và hơi. CO2. H2O. Bảo toàn đi ạ. Mình bảo toàn carbon thì 0,2x. Bảo toàn hydro là 0,2y nhân y đấy, chia 2 thì bằng 0,1y. Đấy chưa? Vậy đây là oxy dư này. Vậy mình sẽ tìm được từ đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được số mol oxy phản ứng. Thì mình có 0,2 nhân 1 cộng với chỗ này là oxy dư mà, 0,1 là oxy dư nên nó sẽ là hai lần số mol oxy phản ứng thì bằng 2 nhân 0,2x cộng với 1 nhân 0,1y. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ tìm được số mol oxy phản ứng bằng 0,4x cộng 0,1y trừ đi 0,2 được bao nhiêu chia 2?
Đây là số mol oxy phản ứng. Được chưa? Thế thì từ cái số mol oxy phản ứng ấy nhá, thì mình sẽ tìm ra được là số mol của oxy dư. Thì có phải bằng là số mol oxy ban đầu là 0,1 trừ số mol oxy phản ứng không? Là 0,2x cộng với 0,05y trừ đi 0,1. Phá ngoặc ra thì 0,1 trừ 0,1 thì bằng 0,2. Đây ghi đây. 0,1 trừ 0,1 bằng 0,2 trừ 0,2x trừ 0,05y. Đây là số mol oxy dư. Đấy chưa? Thì vậy thì cái hỗn hợp khí sau phản ứng ấy, hỗn hợp sau phản ứng nó sẽ bao gồm CO2 0,2x, H2O 0,1y và oxy dư là 0,2 trừ đi 0,2x trừ đi 0,05y. Và hỗn hợp sau này thì đề bài cho chúng ta là bằng 1,5 mol khí. Đấy, 1,5 mol khí và hơi. Vậy thì mình suy ra mình sẽ có 0,2x cộng 0,1y cộng 0,2 trừ 0,2x trừ 0,05y bằng 1,5 trừ 0,2 cộng 0,2 hết. Được chưa? 0,2y, đây là 0,2x, 0,1y, chữ xấu quá, 0,1y. 0,1y trừ đi 0,05y, vậy còn là 0,05y thì bằng 1,5 trừ đi 0,2. 1,5 trừ 0,2 thì bằng 1,3. Ô lẻ, chết rồi. 1,3 mà chia cho 0,05 to lắm. Tận 26 cơ, to quá không phải. Khả hay có sai đề không nhỉ? Từ từ thầy nhìn lại ra nhá. Số mol CO2 của chúng ta là bằng 0,2x. Cái chỗ này cộng vào có phải bằng 1,5 không? 1,5. Anh này là bằng 0,2 oxy. Anh này chia cho 2 rồi, 0,1 trừ đi 0,2x cộng với 0,05y trừ 0,1. 0,1 cộng 0,1 thì bằng 0,2 trừ 0,2x trừ 0,05y. Thì CO2 là 0,2x, H2O 0,1y, không oxy dư là 0,2 trừ đi 0,2 trừ đi 0,05, 0,2x cộng 0,1y cộng 0,2 trừ 0,2 trừ 0,05 bằng 1,5. Vậy ở đây mình sẽ có là 0,2x trừ 0,2x hết, 0,1y trừ 0,05y thì bằng 0,05y, 1,5 chứ không phải. Ừ, nhưng mà tại sao nó nhỏ đấy nhỉ? Nó nhỏ là không đúng rồi, nó phải to cơ. Khả năng cao ở đây đề bị gõ lỗi. Khả năng cao chỗ này phải một mol oxy. Các em đợi tí, thầy kiểm tra lại. Khả năng cao là có lỗi. Thầy nghĩ vậy. Các bạn đợi thầy tẹo. Thầy kiểm tra bây giờ thầy chụp lại đề mà. Câu bao nhiêu nhỉ? Các bạn đợi thầy xíu. Câu này là câu 29. Câu 29 là gần cuối. Các bạn đợi thầy tẹo. Thầy nghi lắm, khả năng cao có lỗi. Đây 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 đây. Một mol oxy, biết ngay mà. Có lỗi các em ạ, một mol oxy chết rồi, chỗ này là một. Chỗ này là một. Một. Cộng với lại 0,1 thì bằng 1,1. Đấy, gõ lỗi nó toang lắm. 1,1 thì chỗ này bằng 1,5 này. Chỗ này là 1,1 này. 1,5 mà trừ đi 1,1 thì còn 0,4. Vậy y của chúng ta là bằng 0,4 chia 0,05.
8 ạ. Y bằng 8. Y bằng 8 thì ngay lập tức mình sẽ suy ra được là nó sẽ là CX H8O. Chị cho đơn chức CX H8O. Thế do là oxy dư. Bây giờ mình phải lợi dụng vào cái oxy dư để mình giải nhá. Bài này hay quá nhỉ. CXH8O mà cộng với oxy thì thu được CO2 cộng H2O cân bằng công trình thôi. Cân bằng công trình thôi ạ. Chỗ này biết là 0,2 rồi. Chỗ này là 0,1 nhưng phải dư. Đây là x này. Đây là 4 này. 2x cộng với 4 trừ 1. 2x cộng 4 trừ 1 là bằng 2x cộng 3 chia 2. Chỗ này là bằng 0,1 mà lại dư. Thì mình sẽ suy ra mình có là 0,2 chia hệ số là 1. Mà nó anh này dư nên oxy phải dư nên chỗ này phải lớn hơn là 0,1 chia cho 2x cộng 3 chia 2. Vậy là bằng 0,2 chia cho 2x cộng 3. Đấy chưa? Thì cả hai vế này đều chia cho 0,1 đi. Thì suy ra mình sẽ có là 1 nhỏ hơn 2 phần 2x cộng 3. Đấy chưa? Vậy suy ra 2x cộng 3 này, thằng này lớn hơn mà, thì 2x cộng 3 này phải nhỏ hơn 2. Nhỏ hơn 2. Vậy suy ra mình sẽ có là thì âm rồi. Từ. Thế nó bị nhầm đâu đấy. 0,1 chia lớn hơn. Vậy thì 2x cộng 3 này phải nhỏ hơn 0,1. 2 cộng 3 phần 2 nhỏ hơn 0,1. Tự nhiên thấy mất cái chỗ này nhỉ. Cả hai vế cùng chia cho lớn hơn này, thằng này bằng thằng này này. Cả hai vế cùng chia cho 0,1 này. À đây là chia 0,1 thì thầy lỗi đây ạ. Suy ra ở đây ạ là 2x cộng 3 phải nhỏ hơn 0,2. Thằng này lớn hơn 0,1. Đúng nhỉ? Chỗ này hơi lú tí. 0,1 chia cho 2x cộng 3 là phải lớn hơn 0,2. À đây, 0,1 chia 2x cộng 3 chia 2 phải lớn hơn 0,2. Được chưa? Cái vế cùng chia cho 0,2. Vậy thì suy ra ở đây mình sẽ có là 0,2. Suy ra mình có 0,2 nhân với 2x cộng 3 phải nhỏ hơn 0,2. Suy ra 2x cộng 3 phải nhỏ hơn 0,1. Đúng nhỉ? Suy ra không phải. Ôi chỗ này thì bị loạn các em ạ. Chỗ này thì bị loạn đấy. Chỗ này thì đang bị loạn. Bình tĩnh. Đề dễ quá. Ok ạ. Từ để Yến thấy loạn ạ. Thầy đang hơi bị loạn. 2x cộng 3 phải nhỏ hơn 1 cũng không được. Số âm. Không phải. Bình tĩnh nhá, thầy đang bị đói. Thầy đang bị đói đấy, bình tĩnh. Bởi vì oxy cái này dư nhá thì 0,2 chia cho chỗ này nó về toán rồi, 0,2 chia cho 1 thì nó bằng 0,2 này, 0,1 chia bọn này thì ra bọn này. Thì này phải nhỏ thằng này, đúng rồi, cái chỗ này đúng. 0,1 mà chia cho cái thằng này thì vứt 2 đây thì nó là 0,2 chia cho 2 cộng 3, đúng rồi. Đây cái chỗ này đến đây là đúng này. Có nghĩa là 0,2 chia cho 2x cộng 3 phải lớn hơn 0,2. Hay tương đương với 2x cộng 3 này. Ô, nhưng mà làm sao nó lớn hơn 0,2 rồi nhỉ? À, chỗ này không phải là 0,1, chỗ này là 1. Trời ơi, các em nhớ không? Để sạch.
tiên sư cái đứa gõ đẻ. Thề luôn. Tiên sư cái đứa gõ đẻ luôn. Đây 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 đúng rồi. 2 chia cho 2x cộng 3 lớn hơn 0,2. Suy ra 2 phải lớn hơn 0,2 nhân với 2x cộng 3. Suy ra đều chia cho 0,2 là 10. Lớn hơn 2x cộng 3. Suy ra 10 là 7. Ồ, 7 lớn hơn 2x. 7 lớn hơn 2x. Suy ra x phải nhỏ hơn 3,5. Ui, toàn toán luôn. Thầy đói quá nên là thầy hơi bị loạn. X phải nhỏ hơn 3,5, vậy x không thể là 2 được. X không thể là 2 được, đúng không? Vậy chúng ta chỉ có thể là x bằng 3. Do đứa ghi đề đấy, x bằng 3. X3 vậy suy ra ancol của chúng ta là C3H8O. C3H8O. Ui, chưa xong ạ. Ra mẫu anh C3H8O rồi. Toát mồ hôi này rồi. C3H8O các em nhé. Do cái đề gõ sai. Lúc nãy mình cứ phang 0,1. Cái đề nó làm mình sai bị chuỗi đấy. Tiếp tục nhá, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E gồm X. X là C3H8O. Và 0,2 mol amin no mạch hở đơn chức. Amin mà đề bài cho chúng ta là no mạch hở đơn chức. Đúng ạ? Vậy mình nghĩ ngay đến nó là CN H2N cộng 3N. Đây là 0,2 mol. Cần vừa đủ amon oxy thu được nitơ H2O và CO2, số mol CO2 bằng 0,6. Xác định giá trị của A. Căng đấy, cho hỗn CO2 0,2 mol amin. Không làm ăn được gì hết. Nhỉ. Đề bài bảo tác xác định oxy cho mỗi CO2, xong rồi cho số mol amin. Căng nhỉ, căng đét đẹp. Thế này đi, mình sử dụng phương pháp quy đổi. Tại sao thầy sử dụng phương pháp quy đổi? Tại vì thầy thấy này, C3H8O3 thì mình quy đổi nó về thành là 3CH2 cộng với nước, đúng không? Anh amin thì mình quy đổi thành là NCH2 cộng NH3, đúng không? Vậy thầy sẽ quy đổi cái hỗn hợp E này của thầy về CH2, đúng không? Và NH3. Số mol NH3 biết rồi, 0,2 mol. Chỗ này thầy nghĩ là gõ thiếu. Câu 29 này gõ thiếu. Thầy nghĩ là có thiếu. Đợi thầy tiệm. Thầy check lại. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E gồm và 0,2 mol amin. Không có thiếu. Gõ chuẩn. Gõ chuẩn các em ạ. Thế là mình quy đổi về thành là CH2 này, NH3 này và nước. Quy đổi E ấy. Thành nước thì cho cộng với lại oxy thì ra là bọn này, đúng không ạ? Thì mình bảo toàn luôn này. Nước ra nước không ảnh hưởng, CO2 đi 0,6 thì đây là 0,6, bảo toàn carbon cộng oxy, đúng không ạ? Thế bảo toàn nitơ đây 0,2 nhân 1 chia cho 2 thì bằng 0,1. Nước nước không ảnh hưởng nhé, nước nước không ảnh hưởng, nước nước không ảnh hưởng bọn này. Vậy mình bảo toàn oxy, mình ra được số mol của oxy. Đúng không? 0,6 nhân 2. Đấy chưa? Chia 2. Vậy bằng 0,6. Không phải, từ 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 bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, thế lác 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 bình tĩnh. Nhanh 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 quá nên lác em bình tĩnh nhá. Đây xe này mà 0,6, cần tìm số mol oxy. Mà đúng mà, nó bằng 0,6 mà nhỉ. Mình viết phương trình cháy xem nào.
nước vẫn giữ nguyên nhá. Quy đổi bọn này nhá, thì về là set 2 này, 3 set 2 cộng với nước này. Anh này là n set 2 cộng set 3 thì mình chưa biết. Nhưng mình quy đổi về set 2 NH3 H2O. Thì nitơ đây 0,1 nhân 2 thì là này 0,2. Carbon từ đây chui hết vào trong này, đây 0,6 đây 0,6. Nước từ đây chui về đây. À nó còn thằng NH3. À không được, bởi vì ở đây hai thằng nước đã không giữ nguyên nhau. Tí toàn đấy các em ạ. Giờ mình viết phương trình ạ. CH2 cộng oxy tạo thành CO2 cộng H2O. 1 2 rô đây 1. Được chưa? Vậy thằng này ăn là 2 cộng với 1 là 3, 3 chia 2 đây là 3/2. Số mol này là 0,6 thì nhân với 1,5. 0,9. NH3 tác dụng với oxy thì tạo thành N2 cộng H2O. 2, 2, 3, 6, 3 oxy, 3 oxy chia cho 2 bằng 3/2. Số mol NH3 bằng 0,2. 0,2 nhân 1,5 chia 2. 0,15. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được tổng số mol oxy. Mày chưa? Cộng 0,9 bằng nhân 2,4 bằng 23,52 lít chia 2 chưa nhỉ? Không có đáp án đâu. À đây đề bài hỏi giá trị của A, cần A mol oxy. 0,9 cộng với 0,15 ạ. 1,05. B. Úi giời. Ngon lành cành đào luôn. B nhá. Xịn xò chưa? Quá xịn. Xong câu 29 ạ. Xong câu 22. Vậy là bây giờ chúng ta còn câu 21. Hai câu nữa rồi. 21 và 16. 21 và 16 là hai câu khó nhất đề rồi. 21 và 16 là hai câu khó nhất đề rồi. Vậy bây giờ mình là mình sẽ lựa chọn giữa làm câu vụ. Thực ra đến đây các em bỏ cũng được rồi. Mình làm được 13 câu rồi còn gì nữa. Đúng chưa? Mình làm được 13 câu rồi còn gì nữa. Các em còn mong ước cái gì nữa? Các em còn mong ước điều gì nữa khi mình làm được 13 câu rồi? Thì còn lại bây giờ thì thầy sẽ chữa cho chúng ta câu 16 nhé. Bạn nào với những bạn nào mục đích cao, bạn nào mà muốn thi đỗ vào cái khoa gọi là khoa công nghệ thông tin nhá, thì thầy sẽ chữa chúng ta câu số 16. Ok, các bạn quan sát đây. Chiến hết, thầy mình cần hết. Cần tim đi vào hết. Câu 16 nhé các bạn quan sát. Nung 14,04 gam hỗn hợp gồm nhôm. Nung 14,04 gam hỗn hợp gồm nhôm và một oxit sắt chưa biết là gì FXOE trong khí trơ thu được hỗn hợp chất ăn X chia X thành hai phần bằng nhau phần 1. Thế thì bây giờ tính thành hai phần luôn đi, đúng không, cho nó ngon. 14,04 chia 2 7,02 gam mỗi phần. Cho phần 1 vào NaOH dư. Nung ạ. Thì thu được hydro. Số mol hydro bằng 1,008 chia 2,4 bằng 0,045. Thấy chưa? Và còn lại chất rắn y. Được chưa? Hòa tan hết chất rắn y trong dịch HNO3 dư. Thu được khí NO. Sản phẩm khử duy nhất. NO sản phẩm khử duy nhất. 1,232 chia 2,4 bằng 0,055. Được chưa? Sản phẩm khử duy nhất. Cho phần 2 phản ứng tối đa với phần 2 phản ứng tối đa với H2SO4 32,34 gam H2O4 trong dung dịch đặc nóng. Đặc nóng cho cái thằng H2O4 này. Mình tìm được số mol đấy, 32,34 chia 98. 0,33 mol. Thu được khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Và dung dịch Z
Trong số các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Ủa, càng ấy các em ạ, càng càng càng. Thế thì mình quy đổi đi ạ, mình quy đổi cái bọn này thành về là gồm nhôm, gồm sắt và oxy. Được chưa? Đây là phần Y nhỉ. Chứ thì em cho phần 1 bằng mình hát. Còn lại chất ăn Y. Cho x vào dung dịch NaOH còn lại chất rắn y. Đây 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 hỗn hợp x, mình quy đổi hỗn hợp x về bọn này. Thì nhôm mình đặt là amon, sắt mình đặt là bmon đi. Oxy mình đặt là cmon. Vậy mình đã có một mối quan hệ rồi, mình đã có một cái phương trình đầu tiên rồi. Đấy là 27a cộng với lại 56b cộng với 16C bằng 7,02, một phương trình. Đúng chưa? Hydro bằng 0,045 nhá. NO bằng 0,055 nhá. Vậy ở đây cuối cùng khi hỗn hợp chất rắn này này tác dụng với NaOH dư nhá. Thì ngoài bọn này thì nó còn thu được, ví dụ như là thu được nhôm 3 cộng đi. Thì tác dụng bọn này thì cuối cùng thu được dung dịch là nhôm 3 cộng, giả sử còn dư này, sắt 3 cộng này. Vậy mình bảo toàn E. Đúng không? Điểm đầu điểm cuối. Nhôm ở không ở đây cuối cùng nên nhôm 3 cộng hết. Vậy là 3. Sắt ở đây cuối cùng nên sắt 3 cộng hết. 3B bằng oxy từ 0 về oxy trừ 2 hết là 2C cộng với hydro nhận 2E nhỉ? 2 nhân 0,045. Nitơ sản phẩm khử duy nhất, nitơ dương 5 về nitơ dương 2, 5 chia 2 bằng 3. 3 nhân 0,055. Những bạn nào mà mục tiêu bình thường chỉ cần bỏ luôn hai câu này là xong. Được chưa? Vậy là mình đã có hệ phương trình số 2. Mình giờ còn cái này ẩn giấu cái thằng số 3 thôi. 24 bằng 0,33 mol. Đúng chưa? Khó đấy. Thì có phải với bọn này khi mà tác dụng bọn này thì nhôm cũng lên nhôm dương 3 không? Sắt cũng lên sắt dương 3 không? Thế thì có phải là tổng số mol E trao đổi của phần này khi tác dụng với HNO3 thì cũng bằng tổng số E trao đổi phần này không? Đúng chưa? Thì mình tìm được số mol SO2 đấy ạ. Tổng số mol E trao đổi bằng nhau thì tổng số mol E nhường nhận của bọn này thì nó bằng là 0,045 nhân 2 này cộng với lại 0,055 nhân 3 này. Thằng lưu huỳnh từ dương 6 về lưu huỳnh trừ lưu dương 4 này là trao đổi 2, về đây tìm được số mol SO2 luôn. 0,045 nhân 2 cộng 0,055 nhân 3 bằng chia 2 bằng 0,1275 là số mol SO2, 1275 ạ. Là số mol SO2. Thế thì dung dịch muối ở đây nó sẽ chứa là nhôm 3 cộng này, sắt 2, sắt 3 cộng này. Thì đây này là A, này là B rồi. Và SO42 trừ dư. SO42 trừ dư ở đây thì nó tính theo thằng này đi, bảo toàn điện tích đi, 3A cộng 3B chia 2. Mà mặt khác bảo toàn lưu huỳnh. Thì lưu huỳnh ban đầu này là 0,33 này. Chui vào đây này. SO2 là 0,1275 cộng với lưu huỳnh trong S42 trừ dư 3 cộng 3B chia 2. Xong. Đến đây tìm ABC. Các em bấm máy tính giúp thầy xem A bao nhiêu, B bao nhiêu, C bao nhiêu. Thầy ra rồi, bây giờ thầy không bấm nữa đâu. Giờ thầy bị đói nên thầy lag. Các bạn bấm giúp thầy em nào. A bao nhiêu, B bao nhiêu, C bao nhiêu. Các bạn bấm máy tính giúp thầy đi ạ. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu ạ. Đấy hay nhỉ. Mãi mình vẫn còn một câu đấy ạ. Các thanh niên bấm máy tính giúp thầy. A bao nhiêu, B bao nhiêu. Chả nhẽ giờ bắt ông già bấm máy tính.
27 bằng 56 bằng 16 bằng 7,02 bằng 3 bằng 3 bằng trừ 2 bằng 2 nhân 0,045 cộng 3 nhân 0,055 bằng 3 chia 2 bằng, các bạn bấm giúp thầy, 3 chia 2 bằng 0 bằng 0,33 trừ 0,1275. Thường những lúc này những run nhất game ạ. Trong quá trình thì giả hóa những có đỉnh cao, những lúc này run nhất, số mon mà lẻ là coi như phải làm lại từ đầu. Ui mày quá chẵn rồi. A mà 0,06, B bằng 0,075, C bằng 0,075. Vậy là mình thấy ngay là B bằng C. B bằng C, vậy suy luôn nó là FEU. Đúng không? B bằng C mình suy ngay được nó là FEU của gì? Đúng không ạ? Ngon lành cành đào luôn nhờ. Quá ngon lành cành đào, B bằng C. Quá xịn. Thế với B bằng C thì mình được cái gì ạ? Với B bằng C thì mình được cái gì ạ? Với B bằng C thì nó chắc chắn là oxit là FeO. Được không ạ? Vậy hỗn hợp ban đầu của chúng ta, thầy xin phép thầy sang tờ khác. Vậy hỗn hợp ban đầu chúng ta sẽ gồm là nhôm và FeO. Số mol nhôm là 0,06. Số mol FeO bằng 0,075. Được chưa? Thế nhưng bây giờ đề bài hỏi cái gì? Giờ quay lại. À ui, nhiều đề bài hỏi nhiều thứ lắm nhỉ. Đây đề bài hỏi nhiều thứ lắm. Hỏi hiệu suất phản ứng này. Chất rắn Y gồm cái gì này? Z bao nhiêu kim loại này? Oxit ban đầu là Fe2O3 là sai rồi, FeO. Thể tích SO2 sinh ra đây mình vừa tìm được đây. 0,1275 nhân 2,4. 2,856 đúng không? 2,856 lít đúng. Giờ còn trong Z có 2 ca chiông kim loại, Z đâu? Dung dịch Z là cái gì? À đây, dung dịch Z đây, bọn này 2 ca chiông kim loại đúng. Còn hiệu suất và chất rắn Y thôi. À hiệu suất thì chắc chắn chất rắn Y là sai, bởi vì cái việc mà phản ứng giữa thằng nhôm ấy mà tác dụng với thằng FeO ấy thì lúc nào nó sẽ sinh ra là Al2O3 và sắt. Nó không sinh ra hỗn hợp đấy đâu, nên B sai. Bây giờ mình còn tìm hiệu suất nữa thôi. Còn hiệu suất nữa thôi. Thế thì từ số mol hydro mình tìm được số mol nhôm dư, số mol ban đầu đây, số mol nhôm ban đầu là 0,06. Phản ứng sau phản ứng, số mol nhôm dư thì bằng 0,045. 0,045 nhân 2 chia 3 bằng 0,03. Vậy nhôm phản ứng là 0,06 chứ 0,03 bằng 0,03. Từ từ ăn pha hiệu suất, xem thằng nào hết đã. 2 3 3. Số mol FeO bằng 0, mình vừa tìm được là 0,075. Thằng nào hết 0,06 chia 2 bằng 0,03. 0,075 chia 3, thằng FeO hết đây này. 0,025. 0,025 nhỏ hơn 0,03 nên là hiệu suất phải tính theo chất hết. Chất hết ở đây là FeO. 0,03 nhân 3 chia 2 bằng 0,045. Vậy hiệu suất phải tính theo FeO nhá. Hiệu suất bằng 0,045 chia 0,075 bằng nhân 100%. 60%. Nên hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm ở đây đề bài cho 50% là sai. Nhiều đứa làm đây chọn 50 là sai. Tăng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là bao nhiêu nhận định đúng? Úi dồi ôi. Chỉ có C và E là nhận định đúng rồi. Vậy mình sẽ có 2 phát biểu đúng. B. Kinh chưa? Thầy vừa mới chữa cho chúng ta câu vô cơ khó nhất trong đề thi thử đánh giá năng lực, là đánh giá tư duy của Đào Bách Khoa. Và bây giờ, lúc này đây, chúng ta chỉ còn một câu nữa thôi các em ạ. Một câu duy nhất. Đâu rồi, câu đây đâu rồi? Ủa, đừng bảo mất đề. Còn một câu mà. Đây, câu 21 ạ. Cứ tưởng mất đề toàn. 21 câu về este. 21. Anh em nào quyết tâm giải hết đến hết đề này với thầy chấm cái.
cho khỏe lên. Vừa nhìn thấy hắt xì rồi đúng không? Anh em nào quyết tâm giải hết đề này chấm cái. ST căng lắm. ST căng. Thực sự ST căng. Hợp chất hữu cơ mạch hở X là axit không no hai liên kết pi trong phân tử. X axit không no 2 pi. Axit Y axit no đơn. Z ancol no hai chức. T là este xy với z. T este xy z căng đét đẹp. Đốt cháy hoàn toàn A mà A gam hỗn hợp M gồm X và T. Ủa? Đốt cháy hoàn toàn. Đề này cho không làm được rồi. A gam hỗn hợp M gồm X và T. Thu được CO2 là 0,1. H2O là 0,07. Không biết nói gì hơn các em ạ. Ui rồi cho cả kiểu hai phần khác nhau này. 6,9 gam. Thầy nhìn này thầy sợ ấy. M này. Phản ứng vừa đủ dịch NaOH. M gồm X và T. NaOH. Đủ. Thu được cô cạn. Thu được con rập muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E. Thu được CO2 0,195. H2O 0,135. Ủa. Đây các em ạ. Nó đây. Đây là sản phẩm của nó. Giải này xong T. Đã giải phải giải hết. Giải hết mới chứng minh được level của mình. T của thằng T là este của x y z. Thế mà z là ăn côn no hai chức. Mà x lại no đơn nên à, y z y lại no đơn nên x chắc chắn không phải đơn. Vậy hai thằng này hai thằng axit đơn rồi nên là khi mà tác dụng với lại hỗn hợp cùng x và t là đây thằng này và thằng t. Đấy. Một axit đơn và một este no hai chức thì tác dụng với NaOH thì thu được hai muối đều là hai muối đơn chức. Đúng không ạ? Hai muối này đều là hai muối đơn chức thì thầy ký hiệu nó là thằng X COONa và thằng Y COONa cho dễ. Được chưa? Thằng Y là axit no đơn. Nên khi thằng Y này cháy luôn luôn cho NCO2 bằng N nước. Thằng X này chúng ta có 2 pi. Nên thằng XCONA này cháy này sẽ cho là số mol CO2 trừ số mol nước bằng số mol X. Vậy mình sẽ có này. Số mol của XCOONA thì chính bằng số mol của CO2 trừ số mol của nước. Và đây nó sẽ bằng là 0,195 trừ đi 0,135 0,06. Vậy anh này là 0,06. Thấy chưa? Trong 6,9 gam mở có X và T. Cái này mình không biết. Đặt cháu này là U, cháu này là V đi. Tác dụng với đá mắt vừa đủ thì thu được muối E. Thế thì bây giờ mình có này. Cái này là của phần trên. À đâu, cái này là của phần này. X và T thu được muối E. Thì trong X này thì có một nhóm XCONA.
Trong T này cũng có một nhóm CONA nên x cộng V thì bằng 0,06. Y CONA chưa tìm được. Đúng không? Khối lượng của M thì bằng là 6,9. Thì nó x để công thức của chúng ta là axit 2P đơn thì nó sẽ là CnH2n trừ 2O2. Thằng T này este được tạo bởi từ axit no đơn. Thằng này là 2P. Ăn cô no 2 trước với nó no về tổng của nó sẽ có là 1PCC ở trong thằng x cộng với 2PCC về là 3P. T có 3P về nó là CmH2m trừ 4O4. Vậy là mình sẽ có khối lượng của nó bằng 6,9. 6,9. Vậy mình sẽ có là U nhân phân tử khối này 14N trừ 2 cộng 32 vậy là cộng 30 U cộng với 14M trừ 4 cộng 16 nhân 4 cộng 60 nhân V bằng 6,9. 4 đoạn rồi. 4 đoạn rồi kìa. Bây giờ mang đốt cháy. Thầy nghi ngờ đây đề sai, nhìn lại nốt. Đề đốt cháy hoàn toàn A gam hay 6,9 gam. Không nghĩ đề nó khó như thế này luôn. Thầy đi thi thì bỏ câu này. Đây rồi. Đốt cháy hoàn toàn A gam. Thu được 6,9 gam. Đúng rồi, đề không sai đâu. Khó quá. Đây, trong phản ứng đốt cháy này đi. Giờ mình phải xét trong phản ứng đốt cháy này thì mình cũng có là N của thằng khéo làm được đấy. Trong phản ứng đốt cháy này thì mình sẽ có là đây là đốt cháy thằng X và thằng T mà. Thì phải là mình tìm được thằng X này của mình là có 2P. Thằng T này của mình là nó có 3P không? Vậy trong phản ứng đốt cháy này thì mình sẽ có là NX cộng với lại hai pi, không phải thằng này 2P, thằng này 3P. CnH2n trừ 2 mà. Đó, 2P thôi mà. Từ từ. Hỗn hợp x. 2P đơn trước vậy là nó 3P là gì? 3P nó phải CnH2n trừ 4 chứ nhỉ? Ba pi một pi co 2P, à đâu, nó vẫn là 2P thôi chứ làm sao lên 3P được. Thằng T này là 1PCC này. Vậy C thằng T mới là 3P. Được không ạ? Thì trong cái phản ứng đốt cháy thì mình sẽ có là NX cộng với 2 lần NT thì bằng 0,1 trừ 0,07 bằng 0,03. Được không ạ? Thế thì mặt khác mình sẽ có là chỗ này đốt cháy trong oxy nhưng để bài không cho oxy bao nhiêu. Không cho oxy bao nhiêu. Khó phết. Khá khó đấy. À. 2nx cộng 4nt bằng 0,06 thì có phải trong thằng này là có một nhóm COO, trong thằng này có hai nhóm COO thì đây là 2NX cộng 4NT chính là số mol của oxy không? Trong thằng này không? Ui,
Tành thế. Suy ra số mol O2 bằng cách bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy các em. Ủa quá tanh luôn. Các em nhìn nhá, trong này có một nhóm COH thì 2NX thì chính là bằng số mol oxy bên trong là X. 4 ở trong dòng T có hai nhóm COH nên trong thằng T này sẽ có là 2 nhân 2 là 4, 4 thằng oxy, vậy đây là 4 ở T. Thì nhân lên bằng 0,06, vậy mình bảo toàn oxy mình sẽ tìm ra được. Thì cái cụm này là cụm oxy ở bên trong X và T của argon này, hỗn hợp M. Đấy chưa? Vậy mình tìm được số mol oxy bằng bảo toàn là bằng 0,1 nhân 2 cộng 0,07 nhân 1 trừ đi 0,06 bằng, à còn phải chia 2 nữa, bằng 0,1 nhân 2 là bằng 0,2 cộng 0,07 trừ 0,06 bằng chia 2 bằng, bắt từ từ, 0,2 cộng 0,07 trừ 0,06 bằng chia 2 bằng 0,105. Oxy này bằng 0,105. Vậy bảo toàn khối lượng mình tìm được khối lượng của M. 0,1 nhân 44 cộng 0,07 nhân 18 trừ 0,105 nhân 32 bằng 2,3. Xong rồi. Hí. Vậy ở đây mình nhìn nhá. Trong phản ứng mà tác dụng với đá mắt này thì mình sẽ nhìn là dùng lượng này gấp 3 đúng không? Đúng không? Đây là 6,9 chia 2,3 không? Gấp 3 lần mà. Đúng chưa? Vậy ở đây mình sẽ có rằng là số mol CO2 gấp 3. Ba lần CU. À, nhưng mà tỷ lệ này nó có bằng nhau. Tỷ lệ mà này không biết. À rồi rồi rồi. Gấp 3, vậy thì giả sử bọn này mà cháy thì nó phải sinh ra là 0,3 mol CO2. Mình bảo toàn carbon mình sẽ có là U nhân N. Đúng chưa? Cộng với V nhân M. Phải bằng 0,1 nhân 3 là bằng 0,3. Được chưa? Thanh niên nào giải hộ thầy cái hệ này với. Sắp xong rồi đấy. Thanh niên nào bấm máy tính giải hộ thầy cái hệ này với. Không ngon mà các em. Dễ mà. Bấm tính hộ thầy với. Thanh niên nào bấm máy tính hộ thầy với. Giải đây mà không ra phí. Bấm máy tính của thầy ạ. Hệ này xem là U bằng bao nhiêu, V bằng bao nhiêu, U bằng bao nhiêu, V bằng bao nhiêu ạ. Giờ chỉ cần tìm UV thôi. U nhân N cộng V nhân M bằng 0,3. Đây là 14NU và 14MV rồi. À thế thì cái này dễ mà. Mình sẽ có là 30U cộng với 60V thì bằng 6,9 trừ đi 0,3 nhân 14 bằng 2,7. Giờ còn hệ 2 thôi. 1 bằng 1 bằng 0,06 bằng 30 bằng 60 bằng 2,7 bằng. Đây này, U bằng 0,03. V bằng 0,03. Ngon lành chưa? Xịn chưa? Thế thì bạn hỏi cái gì? À chưa được. Giờ thay vào đây. 0,03N. 0,03M. Bằng 0,3. Suy ra 3N. Cộng 3M. Bằng 30. Suy ra N. Hết bực luôn rồi. Các bạn đợi thì tí, thầy thay bút. Chữa đèn hết bực luôn. Suy ra N cộng M bằng 10. N cộng M bằng 10.
suy ra n cộng m bằng 10. Mà do cái thằng này có 2 pi nên n này bắt buộc phải lớn bằng 3. M này bắt buộc phải lớn bằng 6. Nên mình có lập bảng đó. MN nó đầu lớn bằng 3, thử ra 3 đi, thằng này 7. Ui, thỏa mãn luôn. N bằng 3, M bằng 7. Nhờ. Vậy suy ra luôn. N bằng 3 này, M bằng 7 này. Vẽ này ra đây. Với N bằng 3 thì nó sẽ là thằng x của chúng ta. Nó sẽ phải là N bằng 3 nó là C3H 6 chữ 2 H4O2. N bằng 7 với thằng T chúng ta là C7H 14 chữ 4 H10O4. Về x chúng ta nó là C nối đôi C gạch COOH. Vậy thì thằng T, vậy là thằng Z ăn à đâu, thằng T nó sẽ phải là C nối đôi C gạch COO này. 4 thì chỗ này phải là CH2 này. CH2 này, 1 2 3 4 5 rồi. Axit no đơn COO 1 2 3 4 5 6 rồi. Vậy thằng này phải là CH3. Được không? Cháu này vừa tìm được là nó bằng là 0,03 mol. Cháu này vừa tìm được là nó bằng là 0,03 mol. Thấy chưa? X là axit acrylic. Đúng luôn. Y là axit formic, sai. Y là CH3COH. Sai. Giá trị của dầu ơi mẹ ơi. A bằng 2. À, mình vừa tìm được A bằng 2,3 đúng. Số mol NaOH phản ứng là 0,9, 0,09 cho nào. Thằng này 0,03 này. Thằng này 0,03 nhân 2 nó đã là 0,09 rồi, còn chưa tính thằng này nữa. Vậy 0,09 là sai. Chưa tính thằng Y. Chưa tính đến thằng Y nhé. Thằng này đã 0,03 này. Cộng 0,03 này. Nhân 2 nó ra bằng 0,09 rồi. Nên chắc chắn là phải lớn hơn 0,09. Nên không phải là 0,09 được. A đúng, C đúng rồi. Còn một cái tờ nữa đâu rồi. Trong hỗn hợp M, X và T có số bằng nhau. X 0,03, T 0,3. Ơ đúng, đúng nốt. Vậy mình có A, C, E là đúng. Uầy. A, C, E, 3 nhận định đúng. Dễ. Xong. Khi mình làm xong một đề khó, mình phải sung sướng em ạ. Ok, và hôm nay thầy đã hướng dẫn cho chúng ta giải hết cái đề đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa. Và với cái đề này chúng ta không sử dụng mẹo gì đâu. Thầy nói trước là không dùng mẹo gì được đâu. Các em có dùng thoải mái các phương pháp thì bản chất nó vẫn là bản chất. Em không thể thay đổi được điều đó. Và trường Đại học Bách Khoa yêu cầu chúng ta phải học hóa hiểu bản chất. Và thầy đã chữa hết 15 câu chúng ta. Ok, và đây cũng là lần đầu tiên thầy nhìn thấy đề này và lần đầu tiên thầy chữa. Ok, và buổi học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Những bạn nào muốn tìm hiểu khoa học của thầy thì vui lòng inbox cho thầy. Bạn nào mua sách thì inbox mua sách. Bạn nào muốn đăng ký khoa học thì inbox khoa học. Bye bye, chào tạm biệt với các em và thầy đi ăn tối đây. Chào tạm biệt, bye bye.